Đúng anh em, hôm nay tiếp tục chuyển hàng cho anh em đây. Hôm nay chuyển con hàng, chuyển con buổi 3 số 5 cho anh Đạo ở Đông Hưng Thái Bình này. Đó. Anh em mà cần bộ liên hệ mình nhé, Hiếu Đông Triều 0356 35 67 nhé anh em nhé.